chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Nếu phải tìm một chiếc laptop mỏng nhẹ để học tập và làm việc thì bạn sẽ chọn mẫu laptop nào? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một mẫu laptop ở mức giá tầm trung mà hiệu năng cho đến thiết kế đều rất tuyệt vời. Đó là chiếc laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Hãy cùng mình vào video để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop này nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn vào chiếc laptop này là thiết kế vô cùng hiện đại, cao cấp. Bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu xám bạc vô cùng bắt mắt, với thiết kế mỏng nhẹ khiến tổng thể chiếc laptop này trông rất sang trọng. Bốn cạnh được bo tròn khiến chiếc máy này càng trông mềm mại và tinh tế hơn. Với độ dày chỉ 17,9mm và cân nặng là 1,38kg thì quá nhẹ để bạn có thể thoải mái mang ra ngoài học tập và làm việc. Với tính di động được tối ưu hóa như vậy sẽ rất phù hợp với những ai có nhu cầu di chuyển cao. Được làm từ chất liệu nhôm cao cấp, bền bỉ giúp chiếc Lenovo này có khả năng chống chịu được va đập và bảo vệ máy cực tốt. Logo Lenovo và Yoga được đặt ở cạnh của máy, được làm bóng để người dùng có thể dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Và đúng như cái tên của chiếc máy này, Yoga Slim 7 Pro, bản lề có thể gập mở đến 180 độ. Một chiếc bản lề được Lenovo trang bị rất dẻo dai và chắc chắn. Vậy nên, bạn có thể thoải mái tùy chỉnh sao cho phù hợp với góc nhìn của bản thân. Và nếu có chẳng may mở bản lề quá tay thì cũng không lo bị gãy đâu nhé. Tiếp đến là phần màn hình. Chiếc laptop này có màn hình rộng 14 inch, độ phân giải là 2,8K, tần số quét là 90Hz sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh vô cùng sắc nét, sống động. Sử dụng công nghệ tấm nền OLED, độ sáng lên đến 400 nit, 100% DCI thì bạn có thể thoải mái chỉnh sửa hình ảnh và làm việc sáng tạo trên chiếc màn hình này. Với chỉ số như vậy sẽ đem đến chất lượng hình ảnh vô cùng chân thực, độ sai lệch màu gần như là bằng không. Có thể thấy, Lenovo đã trang bị cho Yoga Slim 7 Pro này một màn hình không có gì để chê. Các cạnh viền được làm cực mỏng để tối đa diện tích cho bạn góc nhìn rộng nhất. Và dù cạnh viền mỏng nhưng vẫn được thiết kế một camera 720p để bạn có thể thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Khi nhìn xuống mặt si, touchpad và phần bàn phím đều được Lenovo làm rất cẩn thận. Với bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu khiến trải nghiệm gõ phím của bạn rất thoải mái. Touchpad cho cảm ứng đa điểm, tốc độ phản hồi nhanh khiến các cú di chuột của bạn rất mượt mà. Bạn có thể thoải mái dùng chiếc touchpad này mà không cần chuột rời. Khi sở hữu chiếc Lenovo Yoga Slim 7 Pro này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i5-11320H với 4 nhân 8 luồng. Tốc độ xử lý tối đa là 4.5GHz, 16GB LPDDR4X, 512GB SSD sẽ cho phép bạn xử lý mượt các tác vụ văn phòng như là Word, PowerPoint, Excel và đăng nhập máy cực kỳ nhanh chóng. Bên cạnh đó còn được tích hợp các đồ họa Intel Iris Xe Graphics để bạn có thể thoải mái chỉnh sửa hình ảnh hay là dựng video đơn giản trên các phần mềm như là Photoshop, AI. Chiếc laptop này cũng không thiếu bất cứ cổng kết nối nào. Bạn sẽ có 2 cổng Thunderbolt 4, có 1 cổng USB Type-A, 1 dắp cắm tai nghe để bạn có thể kết nối hay là truy xuất với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Dung lượng pin của chiếc máy này là 4 cell, 61Wh, sẽ cho phép bạn thoải mái làm việc và học tập cả ngày dài mà không lo hết pin. Bên cạnh đó thì nó còn được trang bị công nghệ sạc nhanh, giúp bạn sạc đầy 80% chỉ trong 1 tiếng. Tổng kết lại thì Lenovo Yoga Slim 7 Pro là chiếc laptop đáp ứng được cả yêu cầu về mỏng, nhẹ, hiệu năng cao, rất phù hợp với dân văn phòng. Với mức giá lại vô cùng ưu đãi tại An Phát thì mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn nào quan tâm về chiếc laptop này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.